chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Bầu cử Mỹ 2024, kiểm phiếu và công bố kết quả khi nào? 4 năm một lần, cứ vào đầu tháng 11, người dân Mỹ lại đi bỏ phiếu để bầu cử Tổng thống Mỹ, tức chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 dự kiến chính thức diễn ra từ ngày 5 tháng 11. Người chiến thắng sẽ phục vụ nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo tại Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Các cử tri tham gia cuộc bầu cử không chỉ bầu Tổng thống mà còn bỏ phiếu để chọn ứng viên cho các ghế Thượng viện và Hạ viện trong Quốc hội Mỹ. Hiện, có hai loại phiếu bầu chính được tính trong bầu cử Tổng thống Mỹ. Phiếu bầu trực tiếp được cử tri bỏ tại các điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử và phiếu bầu vắng mặt hoặc được gửi qua đường bưu điện. Cuộc bầu cử năm 2024 có thể là lần thứ hai liên tiếp nước Mỹ có thể phải mất nhiều ngày mới biết danh tính người chiến thắng. Một nguyên nhân là hình thức bỏ phiếu qua thư ngày càng phổ biến, trong khi công tác kiểm phiếu qua thư mất nhiều thời gian hơn. Vào năm 2020, người Mỹ phải mất 2 tuần mới có thể biết kết quả bầu cử của toàn bộ các bang. Dưới đây là một số thông tin thú vị về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Từ lý do người dân đi bầu vào thứ ba sau thứ hai đầu tiên của tháng 11 cho đến các phong tục, truyền thống kỳ lạ trong ngày này. Theo Britannica, một đạo luật được thông qua vào năm 1845 để thiết lập một ngày bầu cử duy nhất cho cả nước. Khi đó, người dân Mỹ chủ yếu làm nông nên đầu tháng 11 là thời điểm thuận tiện cho nông dân sau vụ thu hoạch do có thời tiết ôn hòa. Ngoài ra, chủ nhật là ngày nhiều người Mỹ đi nhà thờ, trong khi thứ tư là ngày họp chợ. Thứ ba là lựa chọn tốt nhất vì nông dân có thể dành thứ hai để đi đến nơi bỏ phiếu mà không mất ngày làm việc. Quy tắc thứ ba sau thứ hai đầu tiên còn đảm bảo ngày bầu cử không rơi vào ngày 1 tháng 11 để tránh đụng với lễ chư thánh. Các thương nhân cũng thường dùng ngày đầu tiên của tháng để chốt sổ sách cho tháng trước. Lựa chọn trên ban đầu chỉ áp dụng cho bầu cử Tổng thống, nhưng sau đó được mở rộng cho cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ. Khi đi bầu vào tháng 11, người dân Mỹ không trực tiếp bỏ phiếu cho ứng viên mà chỉ lựa chọn các đại cử tri tại tiểu bang nơi mình sống. Mỗi tiểu bang được phân bố số lượng đại cử tri nhất định dựa trên dân số. Sau đó, những đại cử tri này chính thức bỏ phiếu bầu Tổng thống. Hầu hết bang Mỹ sử dụng hệ thống được ăn cả, nghĩa là ứng viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ giành tất cả phiếu đại cử tri của bang đó. Để chiến thắng, ứng viên cần giành ít nhất 270 trên 538 phiếu đại cử tri. Một ứng viên có thể giành được nhiều phiếu phổ thông nhất nhưng vẫn thất bại vì thua phiếu đại cử tri. Như trường hợp của bà Hillary Clinton năm 2016, bà giành được nhiều hơn đối thủ Donald Trump khoảng 3 triệu phiếu phổ thông nhưng vẫn bại trận vì thua phiếu đại cử tri. Nếu không có người giành được đa số phiếu đại cử tri, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống. Điều này mới chỉ xảy ra một lần vào năm 1824. Có 4 ứng viên nhận được phiếu đại cử tri nhưng không người nào có đủ số phiếu cần thiết. Giai đoạn trước ngày bầu cử, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ lập danh sách đại cử tri của riêng mình tại từng bang. Ứng viên Tổng thống của đảng nào chiến thắng ở bang nào thì danh sách đại cử tri đoàn của đảng đó được sử dụng. Vào năm 2020, cử tri Mỹ được làm quen với khái niệm đại cử tri giả mạo sau khi các đảng viên Cộng Hòa ủng hộ ông Trump ở 7 bang tự thành lập đoàn đại cử tri của riêng họ để lật ngược kết quả bầu cử. Một số cá nhân liên quan đã bị truy tố hình sự. Đâu là các bang quyết định kết quả bầu cử? Hầu hết tiểu bang ở Mỹ đều nghiêng hẳn về đảng Dân Chủ hoặc Cộng Hòa, nên kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ phụ thuộc vào số ít bang mà hai đảng không nắm chắc phần thắng. Theo BBC, có 7 bang nắm giữ chìa khóa vào Nhà Trắng năm nay, gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, thường được gọi là 7 bang chiến trường. Bang Indiana chỉ cho cử tri 3 phút trong phòng bỏ phiếu trong bầu cử sơ bộ và chỉ 2 phút trong các cuộc tổng tuyển cử. Người vi phạm có thể bị nhân viên bầu cử đưa ra ngoài. Song trên thực tế, quy định này không được thực thi nghiêm ngặt. Theo BBC, theo luật bầu cử của bang Alabama, cử tri có 4 phút để bỏ phiếu. Hết thời hạn, nhân viên điểm bỏ phiếu có thể hỏi xem cử tri có cần hỗ trợ hay không. Nếu cần trợ giúp, cử tri được phép bỏ phiếu thêm ít nhất 5 phút nữa, nhưng nếu không cần trợ giúp, họ sẽ chỉ được thêm 1 phút nữa. Nếu không có ai xếp hàng đằng sau, cử tri có thể có thời gian cần thiết để hoàn tất việc bỏ phiếu. Ít nhất 7 bang cho phép cử tri thay đổi lá phiếu nếu đã bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Chẳng hạn, bang Wisconsin cho phép cử tri thay đổi quyết định tới 3 lần trước ngày bỏ phiếu chính thức diễn ra, nhưng đây là quá trình rất mất thời gian. Hồi năm 2016, ông Donald Trump từng kêu gọi cử tri bang Wisconsin bỏ phiếu lại nếu họ cảm thấy hối hận khi bỏ phiếu cho đối thủ Hillary Clinton. Minnesota, Pennsylvania, New York, Connecticut, Mississippi là các bang có quy định tương tự.
bà Kamala Harris, cú đảo ngược vận mệnh và khách hàng duy nhất. Nữ ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lớn lên với di sản văn hóa Ấn Độ của người mẹ đơn thân theo đạo Hindu tên Shyamala Gopalan Harris, một nhà nghiên cứu về ung thư và là nhà hoạt động dân quyền. Bà Harris được sinh ra trong một gia đình một đôi vợ chồng nhập cư, với mẹ là người Ấn Độ, cha là người Jamaica. Đôi vợ chồng này đã ly hôn khi con gái họ vừa mới 5 tuổi. Sống cùng mẹ, bà Harris và em gái đã lớn lên giữa sự hòa trộn văn hóa Ấn Độ với văn hóa của người da màu tại thành phố Oakland, bang California. Theo đài BBC, nguồn gốc và quá trình nuôi dạy giữa văn hóa của hai chủng tộc có thể giúp bà Harris dễ dàng tiếp cận và thu hút nhiều người Mỹ hơn. Những vùng đất có sự thay đổi nhân khẩu học nhanh chóng sẽ coi bà là biểu tượng của khát vọng. Bà Harris cũng mô tả thời gian học tập tại Đại học Howard, một trong những viện đại học dành cho người da màu nổi tiếng nhất cả nước, là một trong những trải nghiệm hình thành nên cuộc đời bà. Theo BBC, bà Harris đã bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với tư cách là công tố viên quận hoặc công tố viên cấp cao cho hạt Alameda và sau đó là thành phố San Francisco giai đoạn 2004-2011. Sau đó bà làm nên lịch sử khi trở thành tổng trưởng lý bang California, trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người da màu đầu tiên trở thành công tố viên hàng đầu tại bang đông dân nhất nước Mỹ. Bà Harris đã tận dụng đà phát triển đó để thúc đẩy chiến dịch tranh cử thành công năm 2016 với tư cách là thượng nghị sĩ tiếp theo của bang California, một vị trí mà bà đã gây tiếng vang với phong cách công tố viên của mình tại các phiên điều trần. Tuy vậy, bà không thành công trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 vì những khoảnh khắc tranh luận thất bại. Bà dường như gặp khó khăn trong việc nêu rõ hệ tư tưởng và cương lĩnh chính sách của mình khi đó. Chiến dịch tranh cử của bà đã thất bại chỉ sau chưa đầy một năm và chính ứng viên Đảng Dân Chủ năm đó, nay là Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đưa người phụ nữ 59 tuổi này trở lại sự chú ý khi chọn bà làm liên danh phó tổng thống. Ông Gene Durand, cựu giám đốc truyền thông của bà Harris, gọi đây là một sự đảo ngược vận mệnh lớn. Nhiều người không nghĩ bà ấy có đủ kỷ luật và sự tập trung để thăng tiến lên vị trí trong Nhà Trắng nhanh như vậy, mặc dù mọi người đều biết bà ấy có tham vọng và tiềm năng trở thành ngôi sao. Rõ ràng là bà ấy có tài năng bẩm sinh, ông Durand nói. Trong thời gian làm phó tổng thống Mỹ, bà Harris tập trung vào một số sáng kiến quan trọng và đóng vai trò hàng đầu trong nhiều thành tựu được ca ngợi nhất của chính quyền ông Biden. Bà cũng lập kỷ lục mới về số phiếu bầu phá vỡ thế bế tắc cao nhất của một phó tổng thống trong lịch sử Thượng viện Mỹ, giúp thông qua đạo luật giảm lạm phát và kế hoạch cứu trợ nước Mỹ. Ông Biden cũng kêu gọi bà Harris lãnh đạo các nỗ lực giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư trong bối cảnh dòng người di cư không có giấy tờ kỷ lục đổ về biên giới Mỹ-Mexico. Đây là vấn đề mà những người phản đối chỉ ra là bà chưa đạt được đủ tiến triển, khiến bà bị Đảng Cộng Hòa và một số đảng viên Đảng Dân Chủ chỉ trích vì mất 6 tháng để lên kế hoạch cho chuyến đi đến biên giới sau khi nhậm chức. Gần đây hơn, bà Harris là người đại diện cho chính quyền, nêu bật những tác hại do lệnh cấm phá thai gây ra, sau khi Tòa án Tối cao hồi năm 2022 lật ngược phán quyết Roe kiện Wade, một tiền lệ kéo dài nửa thế kỷ nhằm đảm bảo quyền phá thai. Cuộc chiến về quyền sinh sản đã trở thành tâm điểm trong suốt Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng 8, phù hợp với thông điệp truyền cảm hứng rộng lớn hơn của bà Harris, tự do. Bà Harris cũng đang tìm cách giới thiệu lại mình với các cử tri, khi một số cuộc thăm dò cho thấy nhiều người coi đối thủ của bà, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, gần với trung tâm của quang phổ chính trị hơn. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, bà đã ca ngợi các khuynh hướng tiến bộ về nhập cư và các vấn đề khác, nhưng liên tục phải đối mặt với những chỉ trích về quá khứ làm công tố viên của mình. Bà cũng nêu bật việc ông Trump bị kết án, trong khi bà là đại diện của lực lượng thực thi pháp luật. Nữ ứng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ cũng hứa sẽ thực hiện chương trình nghị sự tiến bộ nhằm nâng cao đời sống của những gia đình trung lưu như gia đình bà. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chỉ có một khách hàng duy nhất, người dân, bà Harris nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!